mới trượt lô hay đâm đầu vào ô tô. Anh có người giúp em đang thích một em này. Người chuyển đến gần nhà mà lại ngại lòng quên. Ôi ông em yên tâm, anh tân gái thì quên sâu. Anh hãy giúp thằng em cách bắt đầu từ đầu. Thương ông em ngây ngô, thương cái tính mày hơi tô. Em mới dịch một hơi rồi mình vào cuộc chơi. Việc đầu tiên là làm quen với nàng. Thế em phải làm sao, nghe lời tao thế thôi. Giờ tao cầm con dao ra chặn xe. Nói cho to thật rõ là mày sắp qua rồi.